Ok, hello anh em đã quay trở lại với lại clip cờ của tôi. À, mỗi ngày một clip chơi cờ nha anh em. Clip ngày hôm nay thì cũng chưa biết chơi gì anh em ạ, à, lấy con vêo trước đã. Hôm bữa thì mình chơi chim tinh kiếm khách rồi, bữa nay chắc mình chơi qua Đông Vũ nha mọi người. Mình chơi qua Đông Vũ phù thủy nha. Ok không? Bữa nay mình sẽ chơi Đông Vũ phù thủy nha mọi người. Mình đổi bài. Hôm trước là mình chơi kia chim tinh với lại sát thủ chứ không phải kiếm khách, quên. Bây giờ nó là gọi là sát thủ rồi. Nó kiểu kiểu thế này mà. Nên là bây giờ mình sẽ đổi qua cái khác mình chơi. Anh em coi clip anh em nhớ bấm like cho tôi nha. Bấm like nè, bấm subscribe kênh nè, cũng như là bấm gì ta? Bấm thêm cái nút đăng ký á. Rồi ai mà có nhu cầu mua ặc, mua kim cương rồi mua skin gì đó liên hệ fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em nhiều nha. Quan Quan là con mắc tiền nhất đúng không? Quan Quan là con mắc tiền nhất đúng không? Chị khóa lại cái đi lấy Quan Quan. Ây da, vợ tôi gọi hoài luôn, vợ tôi canh cũng làm việc gọi tôi là sao vậy? Là sao vậy? Vợ tôi chứ vậy là chết tôi rồi. Đánh Đông Vũ phù thủy nha, bắt hết luôn á, quyền vàng này bắt hết được luôn á. Mà lấy Quan Quan trước, Quan Quan đỡ tốn tiền hơn. Bắt Quan Quan vô trước nè, đó. Coi nhảy tiền coi bắt được con nào. Này bây giờ cầu, cầu anh Gia La nó ra cái gì đi. Nó ra Đông Vũ thì ngon, bắt thêm con AK vô nữa, bắt thêm này vô nữa. Chết mẹ rồi, điện này không được rồi. Rồi má nhảy như cứt luôn, má nhảy như quần què luôn em. Má nhảy gì xạ thủ vậy, nhảy cái gì xạ thủ vậy. Nhảy xạ thủ là lỏ mẹ rồi. Anh Gia La nhảy xạ thủ là lỏ mẹ rồi. Quýnh thêm xạ thủ được không ta, quýnh thêm xạ thủ thì lấy con chấn cho Quan Quan nè. Lấy con chấn đưa Quan Quan nữa ta. Chắc vậy quá anh em, lấy phấn chấn đưa Quan Quan trước đi ha. Cho Quan Quan nó bắn đi ha. Ok, đưa Quan Quan phấn chấn thì để nó bắn trước đây nè. Angela 2, rao này không lẽ thua con Akai. Thua con gấu béo này. Sao mà thua được. Đông Vũ, Đông Vũ, có nào chơi Đông Vũ không? Chết mẹ rồi, thằng kia nó quýnh trùng bài rồi anh em, thằng kia nó quýnh trùng bài rồi. Lỏ 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 anh em ơi, lỏ 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 anh em ơi. Con này cũng phù thủy ha. Má giờ phải lên thêm một cấp nữa mới đủ. Giờ tạm thời ba phù thủy trước ha. Ừ, ba phù thủy trước đi anh em. Ba phù thủy trước đép chắc cũng ok đó. Con Quan Quan đứng phía xa bắn chắc được đó. Có phấn chấn rồi, bây giờ có phấn chấn rồi, bắn nó ổn áp rồi. Luôn di chuyển có CC liên tục nè. Angela thì có hồi máu nè, nó cũng ổn nè. Ngon anh em mà, ngon 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 ngon. Thằng này quýnh Autus thôi, thằng này quýnh Lucid thôi. Thằng này quýnh Lucid anh em. Kèo này cờ là mình có kèo nha anh em. Để mình lên kèo cái đây, để mình lên kèo phát anh em. Đây, kèo cờ top 1 là 200k chị Nhi với lại thằng Chiến rồi đó. Má ngọc lõ vậy, được cái ngọc phù thủy là ngon thôi chứ không còn ngọc nào ngon nữa đó, chỉ có ngọc phù thủy là ngon thôi. Ngọc phù thủy vô đây một cái đi ha. Akai nè, Akai lên cái nè đó, bốn phù thủy ha, bốn phù thủy kết hợp với lại Quan Quan, Quan phấn chấn đứng cover cho Quan Quan là đẹp. Beric thì chắc không cần. Mình bây giờ mình phải cố ra Quan Quan 3 kết hợp với xạ thủ luôn. Như vậy là vừa đánh phù thủy Đông Vũ với lại xạ thủ. Nếu ra được, nếu có ngọc. Nếu có ngọc là phải lấy. Bây giờ ngọc xạ thủ, ngọc phù thủy, ngọc Đông Vũ phải lấy hết. Nếu mà lấy ngọc phù thủy đưa Quan Quan thì sao? Bay liên tục hả? Đúng không? Bay liên tục hả? Khỏi cần xạ thủ cũng được, anh em thấy xạ thủ nó không cần thiết cho lắm. Lấy phù thủy Đông Vũ. Đúng không? Phù thủy Đông Vũ nó hợp lý. Ra cái gì đánh cái đó. Mình nghĩ phù thủy Đông Vũ là hợp lý. Là đẹp. Lực phần mệnh rồi. Chăm máu không lấy đồ được rồi. Quýnh trùng bài với thằng kia hơi mệt nha. Quýnh trùng bài với thằng khứa kia hơi mệt. Còn gì lấy đó. Chắc nó cho mình cái đồ câm lặng quá. Khả năng cao cho mình đồ câm lặng quá. Má cho đồ câm lặng biết đưa con nào luôn á, thiệt á. Ờ, có thằng lấy rồi. Rồi xong lấy áo kháng phép.
Má đồ lõ, lấy gáo kháng phép làm được gì trời. Cũng phải lấy thôi, có đồ đỡ hơn không có đồ. Quanh quanh lên nè, quanh quanh lên hai sớm nè. Bắt AK vô trước nè, lấy gáo kháng phép đưa quanh quanh nè. Má đưa quanh quanh vậy. Rồi, để đội hình vậy đi. Đó, để đội hình vậy đi anh em. Thì cho Nguyên bày được kháng phép, kháng phép với giáp đúng không? Tăng 25 giáp với kháng phép. Cho đồng đội được thêm miếng giáp với miếng kháng phép nữa nó cũng đỡ. Trời, Luigi gãy rồi. Má gặp bà Nhi luôn hả? Gặp chủ kèo luôn hả? Gặp chủ kèo là chết tôi rồi, gặp chủ kèo là chết tôi rồi. Mặc dù tôi có quanh quanh hai đó. Mà tôi nghĩ tôi bắn không nổi đâu. Đội hình bên team địch nhoáng nhìn đáng sợ quá. Quanh quanh hai đỡ không nổi. Được không ta, quanh quanh hai đỡ nổi không ta? Bắn nổi không vậy? Chắc là bắn được anh em, chắc là bắn được á. Mình cầm ngọc phù thủy được nè. Tướng nhận được trang bị sẽ có ngọc phù thủy. Ơi ngon nè. Ê, vậy đưa tinh khí phù thủy cho con này ngon nè. Nhận được phù thủy ngon nè. Bắn tới nái luôn á. Nó hồi năng liên tục mà. Vậy bây giờ phải up lên 6 phù thủy sớm nè. Xà thủ bây giờ không cần. Bây giờ để tiền up cấp anh em, để tiền up cấp lên 6 phù thủy sớm để cho quanh quanh nó bay liên tục. Xà thủ bây giờ chắc chưa cần đâu. Xà thủ không lên 6 đâu, không thể nào 6 6 phù thủy 6 xà thủ được. Rất khó. Nóc điện hả? Nóc điện với lại gọt hả? Vì nóc với điện nó dễ ra. Thì tích vô Lucy vậy ta, tích vô người Lucy, xài chiêu vô Lucy cho ra đông vũ. Đông vũ với phù thủy. Ừ, tích vô người Lucy có chiêu tích vô người Lucy. Kaya hơi lỏ à. Kaya hơi lỏ, lấy Merit thay Kaya trước. Mấy ít lát thay Kaya trước. Kaya tăng không nổi, Kaya ra không nổi. Lấy ít lát thì nó trâu luôn được chút. Đỡ vả hơn, anh em đỡ vả hơn. Quanh quanh kích anti liên tục nè, bay lên trời liên tục nè. Giờ phải kiếm được đồ đam cho quanh quanh thì ngon. Hồi nãy mà lấy được cái đồ giảm hồi máu đẹp rồi. Má không lấy được cái đó. Lấy đồ trước mình. Quanh quanh gánh đĩa luôn á. Tầm này quanh quanh gánh đĩa. Anh sẽ đánh 6 đồng vũ với 6 thủy trước anh em, đưa đồ cho quanh quanh. Ờ, tất cả tướng đồng vũ sẽ được những giáp và 5 kháng phép hồi mana khi hạ gục tướng đối phương. Sức chứa cái này roll. Rồi cái này lõ. Tất cả các tướng khi đồng minh tử vong, tất cả các tướng này tăng giáp với kháng phép. Hạ gục đối phương hồi mana. Vậy là bay lên trời liên tục hả? Hạ gục đối phương là hạ gục đối phương hết ta. Dễ hạ không? Quanh quanh dễ hạ không ta? Kiếm diệt quỷ là chắc chắn rồi. Kiếm diệt quỷ đi quanh quanh là chắc chắn rồi. Hạ gục đối phương hồi 30% mana. Nó cầm phù thủy trong người đó, nó bao hồi mana. Là bay liên tục luôn á, là hắt luôn á, là hắt luôn á, tôi nghĩ là hắt luôn á. Hắt bay luôn anh em, hắt bay luôn á. Là hắt bay hả ta? Thử nhá, trải nghiệm nhá, trải nghiệm nhá anh em, trải nghiệm nhá. Trải nghiệm coi thử coi nó bay liên tục không nha. Rồi, ok. Cứ hạ gục đối phương là sẽ tăng hồi mana nữa. Nó vừa có phù thủy là nó đã có hồi mana rồi. Bây giờ còn hạ gục đối phương tăng hồi mana nữa thì cỡ nào đây? Bay coi. Bắn chết hồi mana kìa. Trời ơi, má như quyển sách luôn. Trời ơi, bắn hai cái hồi. Ôi má như hắc vậy. Nó phải hạ đối phương được. Nói chung mà nó bắn chết con tướng là được. Đấy, má bay liên tục anh em ạ. Bay tiếp nè, bay tiếp nè. Đấy, ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa. Bay nữa kìa, bay nữa kìa. Cứ bắn chết thằng là lại bay, bắn chết thằng lại bay. Má ngon vậy. Bay nữa, bay nữa, bay nữa, má bay hoài luôn, bay tới nái luôn, bay nữa, bay nữa, bay cái nữa coi, bay cái nữa coi, bay, chết mẹ không nổi rồi. Ai da, mất chuỗi thắng, mất chuỗi thắng. Hồi má bắn 41.000 đam anh em, má hợp lý anh em, lấy cái đó hợp lý á. Bây giờ phải lên 6 phù thủy lẹ nè. Lucy ra phù thủy. Ra phù thủy, quanh quanh.
vẫn chưa đủ 6 phù thủy. Xây rồng mới 5 phù thủy thôi. Má 6 phù thủy còn cỡ nào nữa. Hồi 60%. Ồ. Má hồi 60% luôn, cộng với 30% bao nhiêu hồi 90% rồi. Có 90% rồi, đầy mẹ cái mana rồi. Bắn cái hồi rồi, bắn cái bay đúng không? Nhưng mà vậy bắn cái bay. Bây giờ cần đồ đam đưa cho nó. Giờ mình cần đồ đam thôi, cần đồ đam đưa cho quanh thôi. Mà bắn hết. Quanh phải có đồ đam thì bắn mới nổi. Bay tiếp nè. Đó. Cứ nửa cây nó lại bay, Bay được cái cuối không? Ngon. Chết mẹ tạo ra bóng cây. Má tạo ra bóng cây, xàm địch thiệt. Má tạo ra bóng. Phải nồi cây chưa? Cây như chó này mà, má cây như chó luôn. Không ra Lucy 2 cho mình ta. Rồng lên 2 thay. Lấy rồng 2. Lên cấp. Quăng thêm quanh nghe đi. Hai quanh. Đứng hai góc dễ bắn. Angela này chắc lát mình bán anh em mình kiếm Angela mới. Nhảy được cái phù thủy thì ngon. Ủa, Angela có phù thủy mà. Quên. Nhảy Đông Vũ. Kiếm Angela mới nhảy Đông Vũ. Quanh này lỏ rồi. Quanh bên kia lỏ rồi. Má nhiều máu dữ vậy, tìm bạn nhiều máu dữ vậy. Đừng giảm sao nha, điện đừng giảm sao, quanh thôi nha. Bay, má bay liên tục luôn thấy không, Khỏe chưa, Má chơi bài quanh phù thủy khỏe chưa, bá dơ chưa, nãy mà gái đồ đam đỡ. Nó cho mình đồ đam đỡ rồi. Kiếm giảm sao đưa quanh được nè. Hoặc kiếm xanh cũng được nè. Ngọc xạ thủ cũng được nè. Ngọc xạ thủ đi. Lấy ngọc xạ thủ đi anh em. Ngọc xạ thủ đi, kích được xạ thủ cho quanh nè. Vậy cũng được anh em ạ. Never look back if you have nothing to regret. Rồi, ngọc xạ thủ là có 3 xạ thủ cho quanh ha. Như vậy chúng ta được 3 xạ thủ. Tăng 2 tầm đánh. Đòn đánh sẽ giảm 3 giáp, tối đa cộng 25 lần, ngon đấy. Đấy, được thêm 3 xạ thủ nó cũng ổn áp. Bây giờ phải để tiền nâng cấp. Đúng không? Phải để tiền nâng cấp thì mới lên được 6 con phù thủy. 6 phù thủy rất là chua. Ngồi chờ đợi đi mà. Bắn được. Hai quan quanh đang được bắn. Hai con đứng hai góc, con nào bắn cũng ok hết, con nào cũng mấy ngàn đam, hết. Ok, kiếm quan quanh ba đẹp. Để cấp này luôn kiếm quan quanh ba không ta? Có nào đánh quan quanh không ta? Không có thằng nào đánh quan quanh này. Kiếm quan quanh ba nhờ. Đang là 45% mà Ron rất dễ ra quanh quanh. 6 lượt đúng có xài chiêu nữa. Soon a new world will be dawning. 36 tiền. Tiền lên trước này. Rồng lên. Uzi lên. Rồi trước mắt vậy đi. Nhịn. Bây giờ nhịn để kiếm con quanh ba. Phải ra được quanh ba thì mới ngon, chứ không có quanh ba là thấy mẹ luôn, là lỏ luôn, là bỏ bú luôn. Cho Luigi ngọc xạ thủ đi cho nó bắn xa một xíu, không nó bắn gần quá, nó bắn xa nó mới trưởng được. Chứ cái da cần gì đánh xa đâu, cái da đánh xa làm mẹ gì, cái da bỏ vô cho đủ đội hình cho vui thôi chứ. Ngon đó, ấm rồi đó, ấm lòng người thanh niên đó.
đỡ vả anh em, đỡ vả anh em. Bà Nhi bà quýnh gì à? Bà Nhi bà quýnh gì à? Bà Nhi bà quýnh bí thuật với lại pháp sư à? Má căng vậy, bí thuật pháp sư căng vậy. Tăng thêm tốc đánh sau mỗi giây một trận đấu, ngon nè, tăng tốc đánh ngon nè. Đòn đánh thường của tướng sẽ hồi mana. Cái lùm má vậy khác gì bắn liên tục đâu. Vậy không đạp đất à, không chạm đất à, hay không chạm đất à? Thôi thấy lấy hồi mana đi chứ, đợi trời nữa lấy hồi mana ngon chứ, lấy hồi mana vô kiểu quanh quanh không chạm đất luôn á. Quanh quanh đánh thường hồi mana nữa lấy gì chơi. Nè, hồi mana lên lẹ không? Mang cái mana lên kìa, trời ơi, bắn 4 cái hồi đầy đầy cái mana mẹ ơi. Bắn cái hồi mana mẹ ơi. Giật cái gậy như ý nó ngon luôn, cái gậy như ý đưa quanh quanh nó đẹp luôn. Gậy như ý, lại kiếm gì quỷ vậy? Lỏ vậy. Hút máu này. Hút máu. Cú ném, lấy cú ném. Cú ném nó cũng tăng đam. Bỏ này, hút máu. Rồi. Cho Lucy, phấn chấn cho Lucy luôn. Cặp cái quăng gọc ra thêm. Rồi tạm thời vậy đi anh em, tạm thời vậy đi. Má quanh quanh bây giờ là bắn cháy lắm á, quanh quanh bây giờ bắn cháy lắm á. Cộng 20% sức mạnh vật lý, cộng 1000 máu, ngon. Cái cú ném này ngon nè, cú ném này ngon phết này. Gặp nào vậy? Nào thấy tướng nó ghê vậy, thấy tướng nó sợ vậy. Má tướng mà nó nhìn căng vậy, tướng mà nó nhìn ngầu vậy. Chết mẹ đỡ không nổi rồi, pha này đi rồi, pha này đi rồi, pha này CC nhiều quá đi rồi. Ăn CC không mà má đi rồi, CC nhiều quá, CC lắm, CC quá. Má 1 tỷ CC vô đầu luôn rồi. Ném ra được kìa, có cú ném, ném ra được kìa. Bay trời nổi không má. Mạnh vậy cha, gì tướng toàn 3 hay 3 sao không mấy 3 sao không vậy? Trông dữ vậy. Quan quan Lucy. Không có phù thủy ta. Quan quan. Một round nữa, quan quan 3 là ngon. Má cái nhân bản cũng được. Quan quan 3 là bắn cả bầu trời, thề quan quan 3 là bắn cả bầu trời, bắn cả thế giới. Sáu phù thủy nó ngon luôn. Má sáu phù thủy nó ngon luôn. Kéo ra sáu phù thủy. Chết mẹ, gặp ngay thằng kiếm giảm sao. Ừ hất nó ra hơn. Bắn được, quanh quanh bắn được, quanh quanh bắn được. Quanh quanh không bị CC là bắn được. Rồi nóc hả? Nóc này căng vậy, nóc này căng vậy. Này căng vậy, bắn được anh em, má quanh quanh như hắc vậy. Chân không chạm đất luôn mà, quanh quanh hắc mà. Quýnh kiểu này quanh quanh như hắc vậy, chân không chạm đất luôn. Chơi đồ gọi là ngọc phù thủy mà thêm hồi 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 phù thủy vô nữa, má chùm luôn anh em ạ. Chùm của chùm luôn rồi. Rồi quanh quanh 3. Quanh thêm Akai lên. Giờ kiếm hai phù thủy nó kiếm đâu ra trời. Cấp 8 mà Ron không ra phù thủy ta. Nhấp vào Lucy để kiếm ra phù thủy quanh quanh 3 rồi. Phải ra được 6 phù thủy hoặc 6 đông vũ. Một trong hai thì được. 6 cái nào trước cũng được. Sáu phù thủy trước chắc dễ hơn. Đội hình mình chưa gì sáu đó. Rồi gặp ngay châu chó nữa. Má mấy này trâu như chó vậy. Lên 3 luôn hả, dữ vậy. Lên 3 luôn vậy, căng vậy ta. Căng vậy ta, quanh quanh bay kìa. Má nhìn quanh quanh bay liên tục kìa, thấy không. Má đánh nó hồi mà nào quá trời mà. Bay mẹ, bay như máy vậy. Cứ nó hạ gục được một thằng nó lại bay, hạ gục được một thằng nó lại bay. Không hạ gục được thì thôi, không hạ gục thì tốn thời gian hơn xíu. Còn cứ hạ gục được bay hoài luôn kìa, không bay hoài luôn. Trời ơi, tám mấy ngàn đam chứ nhiều đâu, tám mấy ngàn đam chứ nhiều đâu. Quanh quanh ba làm hết, quanh ba làm hết.
quan cầm ngọc phù thủy bắn cháy thì chứ. Con cái hất ra nó nào tiếp cận qua là đá nó văng ra. Lợi không? Ngọc Đông Vũ. Ngọc Đông Vũ hoặc ngọc phù thủy. Rồi, Ngọc Đông Vũ của tôi. Nhẹ mình sẽ lên được 6 Đông Vũ trước cho quanh quanh. Nó cũng ok đem 6 Đông Vũ trước cho quanh quanh nó cũng ok. Điểm. Đây. Rồi. Bỏ AK ra, bỏ Tử Long lên. 6 Đông Vũ trước. Tích vô lù gì. Rồi, 6 phù thủy luôn. Our victories will be limitless. What doesn't kill me makes me even stronger. Sáu phù thủy luôn. Giờ sáu phù thủy thì bỏ con rồng ra. Chưa đủ sáu phù thủy phải up cấp nữa. Phải up cấp nữa mới đủ sáu phù thủy. Tạm thời vậy đi, tạm thời vậy trước đi. Tạm thời đi anh em, tạm thời vậy trước đó. Cho Di Long Ngọc Xà Thủ thì sao? Cho Di Long Ngọc Xà Thủ, cho Di Long Phấn Chấn thì sao? Sáu Đông Vũ trước nè, sáu Đông Vũ là khỏe lắm, quanh quanh nó khỏe lắm. Má nó bắn gì máy vậy, coi nó bắn rồi, trời ơi, coi nó bắn rồi. Hủy diệt team bạn, trời ơi, giỡn với thằng cu, quanh quanh bắn hết, quanh quanh làm hết. Cho Tử Long. Cho gọt Ngọc Đông Vũ. Này cút Tử Long lượm vô đợi up cấp nữa là 6 xạ thủ 6 Đông Vũ 6 phù thủy quanh quanh là chân không chạm đất luôn. Quanh quanh bảo rằng mấy thằng nhóc này DBR hứa luôn, tầm này quanh quanh làm hết rồi, đội hình này quanh quanh làm hết rồi, đồ đạc để chơi cho vui thôi. Nhưng bây giờ quanh quanh đồ kiểu này thì khó bị bắt chết lắm, cứ nào nhảy vô là quanh quanh hất ra, mà có chiêu này hất ra nè, cái này ngon nè. Ném nó răng ra xa là ok, là hợp lý. Vô thế. Ném lên răng ra không? Má lên nhảy vô là bị ném răng ra liền, nó ai đụng quánh quá, nó không bị đụng được. Bay kìa, nó bay kìa, má bay hoài luôn kìa, bay quanh phù thủy có bay hoài luôn kìa. Chán không? Ơi ăn CC chết mẹ, ăn CC vậy? Cũng không sao, lu nóc mày tuổi, trời ơi, làm hết. Quanh làm hết. Không lẽ thua con này, qua coi nhà này coi. Trời ơi, còn hai con trên giường kìa. Thôi, xin nhẹ tấp 1. Xin nhẹ 2 xị, đơn giản vậy thôi anh em. Hết lượt này up cấp thì lại 6 phù thủy. Đúng không? 6 phù thủy cái nhẹ, xin nhẹ 6 phù thủy cái nhẹ. Đơn giản vậy thôi. Xin nhẹ tấp 1. Game là dễ. Ba game quỷ này easy. Quá dễ với thằng cu. Chó lửa hả? Lẹ ơi. Dứt lẹn chó lửa ơi. Chó lửa này một nốt nhạc chứ nhiêu đâu. Xoáy, má, hoành xoáy tới nay luôn. Rồi, Đông Vũ với phù thủy vẫn là một cờ nó quá là ok cái meta hiện tại này mà. Ngọc Pháp Sư kiếm diệt quỷ, lại kiếm diệt quỷ à. Lấy rồi gọc 3 luôn đánh gì nữa cha, Lấy thì đưa cho con gọt chơi. Gươm hoàng kim băng thạch hả? Gươm hoàng kim. Lấy băng thạch đưa Tử Long nè. Chấn đương gọt nè. Ê đưa Lucy cũng được nha. Giờ làm gì giờ? Giờ chấp luôn để 71 tiền chơi luôn. Chấp luôn để 71 tiền luôn, không roll luôn. Má chơi đẹp chơi chấp luôn á, chơi để tiền luôn á. Giờ chơi để tiền luôn á, chơi fair play luôn á, không roll luôn, không thèm roll luôn á, chơi chấp cỡ này đó. Tử Long giờ khác gì con xạ thủ đâu, đứng xa chọt kìa. Trời ơi, con tôi chấp luôn anh em thấy tôi chấp không? Má mình chơi fair play mà. Chấp không thèm roll luôn.
bảy mươi mấy tiền, giờ Ron thì cỡ nào nữa, bây giờ Ron thì cỡ nào nữa, bây giờ Ron thì cỡ nào nữa. Tử Long hai lu gì. Angela ủa không cút. Angela Lunok Luigi Luigi Akai. Trời ơi má, thôi thôi chơi gì nữa, xin nhẹ top 1 chứ chơi gì nữa. Giờ áp cao không win nữa, thiệt áp cao không win nữa, không cần chơi. Ruby nhảy vô cái là Ruby đá văng ra liền, cầm tóc biến cũng vậy à, mình có cầm cái đồ đá văng ra mà ngoan ngoan mình được bảo kê tận răng mà sao chết được. Trời ơi, quanh quanh mà không chết thì tụi nó chỉ có gãy thôi. Quanh quanh làm sao mà chết nổi, quanh quanh phù thủy làm sao chết nổi. Quay ti liên tục mà nhìn quanh quanh làm hết luôn, bay chân không chạm đất mà, đúng nghĩa chân không chạm đất luôn á. Nhẹ nhàng em, má bài. Má dơ thật sự. Thôi, nhẹ nhàng vậy thôi. Xin nhẹ top 1, xin nhẹ 2 xị. Hey, đơn giản anh em, nay có bài mới nha. Quanh quanh phù thủy 3 sao, quanh quanh làm hết anh em à. Đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip đánh cờ của tôi. Anh em cho xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua ạc, mua kim cương, mua skin liên hệ fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thank you. Bye bye. Bye bye mọi người. Gặp lại mọi người trong những clip lần sau. Bye bye.